Xin chào bên em đến kênh Bonsai VN. Thì đầu tiên trước khi quay mà cái cây bonsai á, hai chào thì mình nói với bên em là hôm trước mình giới thiệu với em để bên em hình dung câu chuyện. Hôm trước mình đi mình gặp cái ông chú bán cặp kép cát với em, mình thấy rẻ quá, mình mua con 500, hai con 1 triệu. Ông nói cái con ngực hồng á, nó là cái con cát đực. Còn cái con không có ngực không hồng thì đó là con két cái. Nhưng mà thiệt ra là một con két là đầu bạc và một con két là ngực hồng, hai con giống khác nhau. Cái mỏ nó màu đỏ nó mới là con đực và cái mỏ nó màu đen mới là con cái. Mình về rồi bạn mình tìm hiểu vậy đó. Sau đó là mình không biết, mình về mình bắt ra là nó cắn cho mình một cái là coi như cái ngón tay còn máu nè quý anh em. Nó cắn hôm bữa bây giờ nó khô, nó ấy rồi đó là nó muốn đứt mà nó xịt máu ra luôn bắt đầu. Đấy, nó rất là nhát. Cái còn trong khi két bắt đầu giờ mình mới tìm hiểu, mình lên trên mạng mình coi, bắt đầu mình thấy là két nó có rất là nhiều loại. Mà két người ta bán con nhỏ xíu gì nè quý nè, nó mới mọc mấy cây cọng lông tơ, người ta bán cho mình là 1 triệu mấy đến 2-3 triệu. Và có những con két mà nó trưởng thành khoảng 1 năm 1 mấy á, thì người ta bán tới 10 mấy triệu. Đối với những con biết nói quý nè, những con khôn á, từ 2 năm tuổi á, nó đứng cây rồi được á, mà nó hiền, nó đụng cho nó không cắn người. Con két đây mà nó mà cắn cái con như cái tay mình bứt luôn. Đấy, thì tiền nào của nấy. Thì hôm nay giới thiệu về Hải Châu. Hải Châu thì Hải Châu này nó rất là nhiều loại. Đấy, thì trước tiên hết thì mình làm một cái video clip này cho một ông anh ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhờ làm là hãy giúp ảnh định giá cây Hải Châu. Và định giá cây Hải Châu thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong video clip này, chúng ta định giá ra sao và là người mua tiêu dùng thì chúng ta sẽ định giá nó như thế nào. Thì đây mình sẽ có vài cái cây nguyên mẫu sơ sơ giới thiệu quý anh em cho vui. Nghe này, cây này chưa có làm gì hết, đều không quý anh em nói là vô thép thì nó da nó quắn nó da, hay là vô thép thì nó sẽ nhỏ cái tay chi lại, hay là nó sẽ làm lá da đi ha. Đấy, thứ nhất là cái môi trường của mình là chơi là trời đất Nhật, chơi là do đất Nhật, phun thuốc rồi đang hòn hết ha, điều mình không có bón phân, bởi vì những mấy cái này cây nuôi. Đấy, ha, chơi trời đất Nhật không ha. Đó, thì anh em biết nó rất là tốt ha, những cây này rất là tốt, những cây này rất là dè, khăn thế anh em ha, vô đất Nhật hết. Đấy, để anh em mình hình dung được là cái cây này là cây nguyên bản của tự nhiên, chứ không phải là cái cây này đôi lúc mình tốt hơn tự nhiên luôn, chứ không phải là cái cây này là mình vô thép mình ép nó nhỏ để mình bán cho quý anh em ha. Đây, ui lá to ha, rồi ok đây ha, lá rất rí anh em ha, xíu anh em ha, chưa làm hết nha quý anh em, cũng đâu đất Nhật có gì đâu ha. Đó đây, cái dòng này Hải Châu lá nhỏ, nói theo em ha, cốt lớn, hàng độc đỏ của sông Cầu, ép đất Nhật rồi ha. Giới thiệu với em cây lá Shishiri, dòng cánh sen tròn rất là đẹp anh em ha. Nó mà kéo đọt sen anh em nhìn phơi lắm, thấy chưa đây, những cái đọt sen của nó nè. Đấy ha, rất là nhiều những cái đọt sen và nó mang cho mình những cái đọt xiên sáng luôn. Nói chung nó là một cái cây đa năng, nó có đầy đủ cái chất lượng và lá đất đồ cây siêu siêu rí dòng mà xiên lá tròn. Vừa trước có làm clip cho quý anh em luôn, đây quý anh em siêu siêu rí xiên lá tròn ha, những cái thành phẩm đẹp. Thì đó, mình sẽ giới thiệu sơ sơ để bắt đầu mình chia sẻ với anh em một cái kinh nghiệm để anh em mình định giá cái cây Hải Châu, định giá cây Hải Châu hay là một cây xiên lá xoắn này nữa. Quý giới thiệu cái dòng sông Cầu này quý anh em, nó đang sung, nó kéo đọt. Đây, xiên lá xoắn, xiên lá xoắn. Loại này khá hiếm nha, bữa có giao lưu cho một số anh em thôi, một cây hai cây thôi, không có nhiều nha quý anh em. Xiên lá xoắn, loại này mình không chiếc, loại này mình chiếc có chiếc nhánh đá. Có cái loại xiên tròn rí không có, hay loại xiên này thì không có chiếc. Rồi, ok quý anh em ha, mình xin giới thiệu quý anh em đây. Rồi, làm thế nào mà để quý anh em mình định giá, định hình. Để nó chạy nè cây Hải Châu. Trước khi nói những cái câu chuyện mình phải đi giới thiệu để anh em hình dung cho nó dễ, chứ không là nó chưa hình dung được. Rồi, ok. Đó thì để định giá được cây Hải Châu, thứ nhất chúng ta phải xem thử là nó có bị lũa hay không. Ha, cái lũa này là nó lũa mục hay là nó là cái lũa thép của ngoài thiên nhiên. Đấy. Còn Hải Châu thì chắc chơi những cái mặt cắt bình thường không có vấn đề, chứ cái đó thì mình không có tính ha, không có tính mặt cắt mặt độ hay như thế kia như thế này thế nọ, không có bỏ qua. Đó là một cái yếu tố đầu tiên là lũa thép ok mua chơi, lũa thép mặt cắt bình thường không sao hết anh em ha, nó không có bị mục. Nhưng mà những cái cây mà nó lớn nó to thân của nó bị mục nó chết bên, ví dụ như cây này
ví dụ như loại này ha, loại này nó chưa chết mà mới cắt thôi. Đây, nó khô nè, nó khô sau này nó sẽ thành lúa mục này á, nhưng mà nó phải có mạch sống như để bắt đầu mai mốt mình gọt lần lần nó bắt đầu nó kéo da lên ha, như vậy nó giữ cái mạch nó không bị hư, thì trường hợp đấy là không sao hết ha mình chơi. Còn nếu mà như gì mà nó mục nó chết hết, nó không có nhánh nào hết thì cái đó là không, không nên mua không chơi. Còn lúa thép như thế này chơi anh em ha, mua chơi không sao hết, vấn đề hết tốt. Có lúa thì càng giá trị càng đẹp càng về. Một cái yếu tố đầu tiên là chúng ta định được giá cái hai châu. Rồi cái bước này chưa có gì đâu, cái bước thứ hai tất cả anh em đều quan niệm một cái vấn đề, đó là về bắc có trái không, vô nam có trái không. Có nhiều anh em mua bắc không trái, vô nam không trái, thì cái này mình không có nói vùng miền nào quyết định điều đấy nha. Cái này chỉ có inbox Zalo riêng mình nói thôi, còn cái này là mình không nói, bởi vì là cái kiếm sống của ta, ok không nói. Nhưng mình nói trước, những dòng mang tính chất đặc trưng biển đảo và những dòng mang tính chất núi, hai dòng này khác nhau. Dòng biển đảo sẽ cho ra quả rất sai và nó đi từ bắc vô nam đều có quả, nhưng mà những cái ưu và nhược điểm của nó là anh em tìm những gốc mà lớn có ông nội ông ngoại gì nè, rất là mắc tiền anh em ha, mắc tiền ha anh em ha. Những gốc phôi chưa làm gì hết để có giá từ 15 triệu 12 triệu rồi, chưa tính tiền đất đấy. Điều thứ hai, góc nhỏ đấy, góc nhỏ mà lắc léo, nhưng bù lại là nó sẽ đi từ bắc vô nam, nó đều cho quả thôi xong đó. Đó là cái yếu tố thứ hai để đó là định hình cái giá trị của cây hải châu, đó là gì, sự phân bố về cái mặt về địa hình khí hậu ha, vùng miền đó, nó sẽ ở địa hình nào thì nó sẽ cho quả, địa hình nào nó không cho quả. Và nó có những cây là nó sẽ ở địa hình là quen biển nó vẫn cho quả tốt, ok. Những cây đó mình chơi ok hết, tốt hết. Chỉ có riêng những cây mà nó hàng núi, nó thuộc vào dòng lá trung, lá nó giống lá nhỏ nhưng mà không phải lá nhỏ, nó thuộc lá trung và lá dài, lá to, lá bự, những cái đó là nó hầu như là nó rất là khó cho quả. Về bắc vô nam nó đều không cho quả, đây là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là cái yếu tố về cái cây hải châu, nó sẽ phân biệt ở hai cái vùng đất, đó là vùng đất núi và vùng đất cát ha. Những cái cây hải châu mang trên mình đất cát của những cái khu vực mà nó ngồi cái tỉnh Phú Yên của mình, ngồi tỉnh Phú Yên của mình, thì hầu như là nó là thuộc hải châu lá trung. Thì cái đó anh em tự tìm hiểu cho mình, không nói rõ thế này, nó là thuộc hải châu lá trung và nó rất là khó ra vẽ anh em ha. Rồi hải châu lá trung là gì thì anh em lên clip tìm hiểu nha, không nói. Tại bởi vì nó thuộc là cái vùng miền đấy, một số anh em người ta ở khu vực đó người ta chơi, mình nói đấy là đụng chạm người ta không có được anh em ha. Rồi ok, nên là anh em phải chơi, nó sẽ phân bố trên cái vùng là vùng đất thịt đất ở ngoài thiên nhiên, nhưng mà nó sẽ là ở ngoài biển đấy. Rồi mình sẽ lựa những cái đó, chấp nhận gốc chút cũng được, mình mua mình chơi. Rồi tiếp tục nữa là những cái dòng chuẩn của sông Cầu, những dòng chuẩn của sông cầu như thế nào để anh em định giá. Sông Cầu ngày trước cách đây khoảng từ 4 đến 5 năm trở về trước, rất là nhiều anh em mua là trúng hàng sông Cầu không. Như bữa ông anh ở Đồng Nai mua xong trúng hàng sông Cầu không, cách đây khoảng 2 năm rưỡi người ta trúng hàng sông Cầu không đấy. Hiện tại bây giờ hàng sông Cầu chút như đa số nó là toàn hàng lớn, hàng núi, nó bán vài trăm không, cái hàng đó là toàn là lá trung hoặc là hàng lá nó nhọn, lá đồ gì tùm lum, nói chung bố bèo bận nó bán cho mình rất rẻ, 700-800 gốc này, lớn bán triệu mấy á, mình mua là chính hết, chết hết đấy. Rồi cái hàng chân rễ bây giờ cũng vậy, người ta đi bới chân rễ, nhưng mà trong khi những cái chân rễ VIP, hàng lá nhỏ lá rí, người ta lấy cách đây khoảng 2-3 năm rồi. Hiện tại bây giờ mấy ông bắt đầu phong trào đi hàng chân rễ, hàng chân rễ toàn là hàng điểu không đấy. Nên là để định hình được giá là anh em phải đưa nó vào cái khuôn khổ như mình phân tích, để anh em mình suy luận ra, để anh em mình đưa vào tiếp. Rồi đến cuối cùng đó là cái về mặt, đó là quả của nó anh em phân quan. Thì tất cả những cái dòng hải châu đều có cái quả nó là sai. Hải châu từ lá nhỏ của sông Cầu cho đến lá rí, siêu rí rồi đó. Và đấy, kể cả cái dòng hải châu mà nó lá đầu kim đồ luôn ha, thì đều có quả sai hết nếu nó thuộc ở trên cái dòng hàng biển đảo ha, hàng biển đảo, hàng đẹp đấy. Rồi còn những cái dòng hàng núi nó vẫn cho quả, nhưng quả của nó lưa thưa, lá thớt lắm ha, nó phân bố theo khu vực và vùng miền từ
Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn có hải châu nhưng mà thuộc dòng lá lớn và bướm gai, chứ nó không có dòng hải châu lá nhỏ hoặc lá rí, siêu rí hết. Bắt đầu qua tới địa phận đó là tỉnh Quy Nhơn, xong tới Phú Yên, xong tới tỉnh Khánh Hòa. Đấy, rồi bắt đầu vô Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn có hải châu hết, nhưng mà nên mua là phải cân nhắc ha, phải tìm hiểu kỹ. Mình không nói thêm sâu về vấn đề đó, nó đụng chạm nhiều thứ. Rồi, tiếp tục. Sau đó, anh em mới cái hỏi đến một cái chuyện, đó là để hoàn thiện một cái tác phẩm thì nó phải cần cái độ lá. Cái lá này đẹp hay không, đẹp hay xấu thì như thế nào? Đến bây giờ, hiện tại anh em chơi cái dòng hải châu chuẩn sông cầu lá nhỏ để là xe sĩ rồi, chứ đừng nói đến chi là rí, siêu rí, siêu siêu rí ha, rồi siêu rí hạt gạo. Trong đó là có những cái dòng sen, trong những cái dòng sen siêu rí siêu độ là có sen, rồi sen lá xoắn, sen lá tròn, sen gì đó tùm lum hết. Chơi đi rồi sẽ biết anh em không. Những cái dòng đó nó rất mắc. Tại sao? Một nhánh chút xíu vậy nè, coi đây, ăn đây, dài coi đây, 40-60, người ta bán 500.000 đến 1.000.000 nhánh để về anh em ghép ha. Còn trong khi một cây to đùng bằng cổ tay cổ chân anh em bán 500.000, thì anh em cứ thử hỏi như cái chuyện mà mình giới thiệu con két hồi nãy là anh em sẽ tự hiểu thôi. Đấy ha, cái đó là để làm thế nào mà để anh em định hình được, có nghĩa là cái giá trị của cái cây hải châu ha anh em ha. Cái giá trị của nó anh em hay hiểu là nó là đột biến theo kiểu là thiên nhiên. Anh em về ương hạt xuống, quy về 1.000 hạt nó cũng có được vài chục cây là giống với bản chất mẹ của nó, còn nhiều đa số là cái sự lai tạo, nó không trở về đúng bản chất nguyên mẫu của nó đó. Nên anh em mình phải tìm hiểu kỹ ha, không phải là lúc nào là cù rẻ là ngon hay là mắc quá cũng là ngon, không phải đâu. Nó phải có cái giá trị của nó, ví dụ như nó lớn, nó to mà nó mắc thì cũng đúng thôi. Ví dụ như một số cái cây chưa kể người ta ghép bướm ghép đồ rồi ta bán vài chục triệu bình thường với anh em, nhưng mà có những cái số cây nó nhỏ xíu thôi, nó nghệ thuật nó không bằng đây thôi, người ta bán vài chục triệu ha. Đó là mình so sánh về cái sự định giá về cái góc này với góc kia ha. Cái giá trị của nó ở đây là anh em phải tìm hiểu kỹ, anh em sở hữu được nó. Ví dụ như những cái dòng sen này, xin lỗi với anh em, hồi giờ mình bán cho anh em đa số là người Bắc nhiều, dòng người Bắc nó nhiều ha. Bởi vì sao? Dưới là do khu vực Sài Gòn hoặc là xuống miền Tây. Bởi vì những cái dòng này là khỏi bảo hành cho anh em luôn, có nghĩa là nó về là cũng như anh em tin tưởng mà chơi thôi, cần gì bảo hành đâu quý anh em. Đôi lúc anh em sợ thì bảo hành cho quý anh em thôi, chứ còn cái chuẩn của nó là tuyệt vời, khỏi cần phải bàn cãi, trái triết, ok hết, bảo hành. Anh em nào mua kênh của Bonsai VN quay lại đây, nói không trái quay lại đây ha. Đấy, mình sẽ sẵn sàng giúp anh đỡ anh em hết, đúng cây đó của mình, không trái quay lại đây trẻ cho mình, ok hoàn tiền lại. Đấy là những cái mà chính sách của mình. Mình chơi một cái cây nó phải là như vậy nè quý anh em, nó đủ loại hết anh em ha. Đấy. Rồi tiếp, để quý anh em mà định hình được một cái cây, đó nghĩa là mình sẽ hình dung được cái cây đó, giá trị nó mình mua nó xứng đáng phù hợp hay không. Đó là mình nói đến cái việc mà chúng ta sử dụng với cái loại đất. Thứ nhất là chủ người ta vô những cái loại đất cho mình tốt thì về mình đỡ công, mình phải thay ha. Còn ví dụ như mà người ta chưa thay cho mình thì phải có sự hỗ trợ để quý anh em mình thay đất, chứ không thể nào mà như không cái dục cái cây giờ quý anh em bắt đầu chơi thời gian nó suy anh em không biết cứu, anh em cứu rồi chết nó bỏ, cuối cùng là mình ham rỉ mà nó lại cuối cùng là thành mắt thấy nó bắt đầu mình nản, mình bỏ không chơi cái hai châu này. Mục đích của Bonsai VN là muốn mang đến cho quý anh em từ Bắc qua Nam một cái sự trải nghiệm về cái dòng mới, mà đối với Phú Yên, Bình Định thì đó là một cái dòng cũ cách đây khoảng 5-7 năm về trước rồi ha. Đấy. Và tiếp tục để với anh em mình định giá được cái cây hải châu ha, định giá được một cái cây hải châu để anh em biết, anh em mua và biết mình sở hữu đúng nó là những cái hàng tốt, thì đó là anh em lưu ý cho mình. Thứ nhất là cái cốt cái đế anh em ha, rồi tới phiên là thân, thế, dáng, lá, trái, hàng đảo kết hợp với nhau nó sẽ cho ra một cái giá. Còn ví dụ như những cái cây nó cũng một cái giống xịn, giống tốt, nhưng mà ví dụ như cái thân thế của nó là nó kiểu cụm rừng, hay là nó chưa được đẹp, nó chưa hoàn mỹ, thì cái giá của nó sẽ giảm xuống một chút, ví dụ vậy ha. Nhưng mà nó vẫn mắc bình thường ha. Đó, thấy không? Còn ví dụ như bây giờ anh em mình chơi một cái cây rất là đẹp nghệ thuật, nhưng mà nó là một cái cây ghép hay là một cái gì, thì cái giá trị của nó đương nhiên sẽ thua một cái thằng gì rồi. Đấy, không có anh nào mà bỏ tiền ra mua một cái cây vài chục triệu về ông bạn hỏi là cây này ghép hay riêng ha, thì bắt đầu mình nói ghép thì đã thấy là ông bạn mình không hài lòng rồi. Đấy, thì nó đó là một cái
chia sẻ mà sâu sắc ha, dành cho quý anh em của mình, cũng như là làm một cái video để quý anh em mình là xem người bán cũng bán được cây, người mua người ta cũng mua được cái giá trị thật, đúng là cái giá trị đúng với cái cây đấy, để người ta phải biết được là chúng ta mua cái gì, mua cái loại nào đó. Và nói thêm một chút về cái dòng Hải Châu, mà dòng biển đảo này á, thì khi mà nó dè nó sung đến một cái mức độ, nghĩa là hoa nó ra rác đác trên cái này nè anh em ha, nó không có tuân theo một quy luật mùa gì hết á, nghĩa là chỉ có mùa đông nó ngủ một chút thôi, nó lạnh quá hoặc là mưa nhiều thì nó không có ra hoa, bởi vì nó ra thì nó ít khi đầu lắm ha, thì mình không tính, chứ còn hầu như là nó ra trong các mùa trong năm á, thì trừ cái mùa đông là nó ra hết anh em ha. Khi mà nó để dè tay chi, anh em cứ bấm một cái là nó tự nó nứt một cái ra, thì cái đó cũng là một cái để quý anh em mình nhận biết được nó là cái hàng VIP hay là hàng thường đó ha. Nó còn có nhiều số cái cây Hải Châu hàng đảo dòng lá nhỏ thì nó không có ra nha quý anh em, nó ít khi ra đó, đôi lúc nó cũng ra nhưng mà nó ít khi ra so với những cái thằng rí siêu siêu rí hay là ra rí gì đó vân vân ha. Rồi có một số anh em cứ nhìn vô cây nói tại sao là cái lá nó bé thế, nó mua về anh chăm nó không có đúng với cái nguồn sen ban đầu ha, hay là như thế nào, thì nó không đúng. Thứ nhất, để anh em chăm được nó có sen ha, ví dụ nó có sen thì anh em mình chăm, thứ nhất là bấm tỉa tay cành cho nó ăn đủ đầy đủ dinh dưỡng, cái độ phân bón của nó tốt ha anh em ha, mình làm tay cành bài bản, mình phơi nắng phơi đồ, nó nói chung là nó phải hồi đủ những cái yếu tố đó ha, thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu mà anh em mình có một cái cây nó là tốt. Chứ về anh em mình bỏ thí ha, mình không chăm, không phun, không phân bón, không thuốc, không gì hết, thì cuối cùng cái cây của quý anh em mình nó không có ra đúng cái yêu cầu, thì nói đủ thừa, người chủ người ta bán không đúng thì nó không đúng lắm nha quý anh em ha. Đó thì đó là những cái mà chia sẻ của mình về cái định hình, cũng như là chúng ta cảm nhận về cái giá trị thực của cây Hải Châu khi chúng ta bỏ cái đồng tiền ra chúng ta mua một tác phẩm. Đấy, thì anh em có nhu cầu mà tư vấn thôi, mình tư vấn anh em muốn mua của ai cũng được cả, kênh nào cũng được cả, mình tư vấn cho quý anh em mình để cái sự anh em mình cảm nhận và chọn lựa, thì liên hệ về Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987, hoặc anh em gọi trực tiếp hoặc là qua điện qua Viber ha, với số điện thoại Zalo là 0932411987 ha. Mình có giao lưu hết tất cả các loại giống, tất cả các loại giống trên thị trường, về các cái loại cây thành phẩm, bán thành phẩm, có giá những cây chuyển nhượng cũng có luôn quý anh em ha. Đấy, cảm ơn quý anh em rất nhiều ha quý anh em. Rồi đó, rồi xong tiếp tục xin được phép là kết thúc video tại đây nha quý anh em. Có gì anh em cần nhu cầu tư vấn hỗ trợ liên hệ với mình thì alo liên minh liền nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều.